hiện đề án xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025 của thành phố. Xác định tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính nhằm giúp cho người bệnh và người nhà bệnh nhân giảm bớt thời gian làm các thủ tục trong công tác khám chữa bệnh. Thời gian qua, bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật và nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực, Bệnh viện quận 12 đã không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai và áp dụng nhiều mô hình, giải pháp mới nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hướng đến sự hài lòng của người dân. Cụ thể, Bệnh viện quận 12 đã triển khai thực hiện mô hình khoa khám bệnh thông minh với việc lắp đặt kiosk lấy số thứ tự khám bệnh tự động theo chuyên khoa, tuyên truyền người dân đến khám chữa bệnh trong việc cài đặt ứng dụng VSSID, giúp giảm thời gian chờ lấy số thứ tự, tránh gây phiền hà, nâng cao chất lượng phục vụ cho người bệnh. Qua đó đã cải tiến thành công quy trình khám chữa bệnh theo hướng dẫn đơn giản, nhanh gọn, tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ dễ dàng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận. Để thực hiện quy trình khám chữa bệnh tại Bệnh viện quận 12, người bệnh cần thực hiện các bước sau. Bước 1, người dân thực hiện lấy số thứ tự tại kiosk tự động đã được phân loại bệnh theo nhu cầu. Bước 2, tiếp nhận và cấp số thứ tự vào phòng khám bệnh. Bước 3, bệnh nhân sẽ vào khám theo bảng số thứ tự trước cửa phòng. Bác sĩ phòng khám thực hiện cấp toa thuốc hoặc chỉ định làm các xét nghiệm theo lịch hẹn. Bước 4, thực hiện làm xét nghiệm theo chỉ định nếu có. Bước 5, nhận thuốc và thẻ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ người dân trong quá trình khám chữa bệnh và thực hiện xây dựng hình ảnh bệnh viện chuyên nghiệp, Bệnh viện quận 12 đã thành lập bộ phận chăm sóc khách hàng, phân công đoàn viên thanh niên đơn vị tham gia hướng dẫn, tư vấn cho bệnh nhân quy trình, thủ tục khám chữa bệnh. Đồng thời, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện đều được triển khai quán triệt thực hiện nội dung 4 xin: xin chào, xin cảm ơn, xin lỗi, xin phép và 4 biết: biết chào, biết cười, biết quan tâm, biết chia sẻ. Qua thực hiện, nhận thức của cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện đã có sự thay đổi tích cực, giúp xây dựng hình ảnh người cán bộ y tế đẹp trong mắt người dân trong quá trình thực hiện công vụ. Song song đó, bệnh viện cũng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin với việc thực hiện mô hình cải tiến chất lượng kho thuốc, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc GSP nhằm đảm bảo hoạt động của khoa dược cho mọi hoạt động cung ứng thuốc, bảo quản, tồn trữ, cấp phát thuốc chia liều cho người bệnh của các khoa nội trú, góp phần rất lớn trong việc quản lý báo cáo, giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh rất nhiều so với trước đây. Ngoài ra, Bệnh viện quận còn chú trọng vào công tác cải cách hành chính thông qua việc triển khai phần mềm đăng ký khám chữa bệnh qua website và gọi điện thoại đặt lịch khám chữa bệnh, triển khai khu dịch vụ bác sĩ gia đình với việc đăng ký khám bệnh, nhận bệnh, lấy mẫu xét nghiệm, phát thuốc tại chỗ và thanh toán viện phí qua ví điện tử Momo, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người dân. Qua triển khai đồng bộ các giải pháp trên đã giúp công tác khám chữa bệnh cho người dân đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng số lượt khám trong năm 2021 là 235.716 lượt, đạt tỷ lệ 78,5% so với chỉ tiêu 300.000 lượt mỗi năm và tăng dần trong năm 2022. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 70,6%, chỉ số hài lòng người bệnh, khảo sát hài lòng người bệnh nội trú đạt 92,43%. Ngoại trú đạt 95,83%. Đặc biệt, bệnh viện cũng thực hiện triển khai nhiều kênh thông tin góp ý, phản ánh của bệnh nhân, niêm yết số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế, Sở Y tế, Bệnh viện quận tại các vị trí tiếp xúc với bệnh nhân thường xuyên. Trong 6 tháng đầu năm 2022, điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế không cuộc gọi, cổng thông tin 1022-1, điện thoại đường dây nóng của bệnh viện có 154 cuộc gọi đến bệnh viện nhờ tư vấn khám chữa bệnh, tiêm vaccine ngừa COVID-19. Các ý kiến phản ánh của người dân được ban giám đốc chỉ đạo xử lý và giải quyết kịp thời, dứt điểm theo đúng thẩm quyền quy định. Có thể nói, với tinh thần, ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, viên chức, người lao động, công tác cải cách hành chính tại Bệnh viện quận 12 đã được triển khai một cách toàn diện như cải cách về thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động, từ đó từng bước tạo dựng uy tín cho bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bệnh nhân, hướng đến sự hài lòng của người dân.